tất cả các chú anh chị thì hiện tại thì Xanh đã chào Vinh. Hồi nãy thì clip trước thì Xanh có chia sẻ với tất cả các chú anh chị là bé Thịnh đã được giấy khai sinh nhập học. Đó là một tin vui mà Xanh rất là mong muốn, tại vì bé Thịnh từ một cậu bé bán vé số là coi như là rất là khó khăn mà được Mạnh Thường Quân giúp đỡ rất là nhiều. Khi bé học lớp 1 thì chị Linh sẽ cho bé đi học thêm ngoài nữa. Và hôm nay thì Xanh cảm ơn chị gái có nickname là Người Bí Ẩn, là chị có gửi món quà cho Ly Giang nè, cho bé Thịnh nè, cho Quy Khởi nè. Cho nên ngày hôm nay thì Xanh sẽ trao cho luôn. Và số tiền của một cô Mạnh Thường Quân muốn là Xanh là 100 đô để mà đưa bé Thịnh, bé Gia Hân đi chơi. Nhưng mà do là thời gian Hoàng Xanh thì hơi bận, tại vì Xanh về Xanh phải về là coi như ngày mai là Xanh là tới ngày lễ Phật Đản, Xanh phải tới đó Xanh cúng dường chư tăng rồi bắt đầu là Xanh sắp xếp giúp chùa. Cho nên thì qua phà hơi trễ, cho nên thì vì cái thời gian này nói chung cũng quý báu, cho nên thì Xanh sẽ bàn giao số tiền này cho Ly Giang và nhờ Ly Giang dẫn bé Thịnh và bé Gia Hân là coi như đi mua đồ, đi vui chơi đó. Tại số tiền của cô trao cho Hoàng Xanh làm thì Xanh không đi được thì Xanh trao số tiền đó cho Ly Giang. Đó thì miễn sao hai bé được đi chơi. Bây giờ thì không để tất cả các chú anh chị chờ lâu, bây giờ thì Xanh sẽ cho tất cả các chú anh chị thấy là món quà đặc biệt của bé Thịnh ngày hôm nay. Đây của chú anh chị, wow, một cái túi, một cái ba lô luôn của chú anh chị ơi. Thịnh, 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 Thịnh ơi, đây, 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 qua đây, qua đây. Đây, cái gì nè, cái này của con nè. Cái cặp hả? Ồ, nhưng mà trong trong này đồ nhiều lắm nè. Rồi, rồi. Rồi, 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 khoan, 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 đi, từ từ, từ từ, chú gắn cái micro để ông bà, cô chú nghe cái giọng con nói nè. Rồi, nặng không, nặng không? Đúng rồi, nặng. À, cô chú anh chị, bé Thịnh nhận được món quà lớn. Nặng quá không Thịnh? Từ 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 đó, rồi rồi rồi, chú Hoàng Xanh khui ra cho. Rồi bây giờ qua ngồi ngồi đây này chú Hoàng Xanh. Rồi đây cô chú anh chị, một chút xíu nữa Xanh sẽ đưa 100 đô để đưa cho Ly Giang. Ly Giang đưa cho bé Gia Hân với bé Thịnh đi chơi số tiền đó hen. Đó còn dư lại bao nhiêu thì em tùy xử lý, có thể là em nếu mà bé Thịnh được cô chú anh chị mình thương muốn giúp nhiều rồi thì em đem số tiền đó em mua gạo giúp cho bà con cũng được hen, hoặc là em thăm hoàn cảnh khó khăn á nha. Em chào Mạnh Thường Quân với quý vị khán giả luôn ạ. Rồi rồi, cảm ơn em, qua kia ngồi đi. Rồi sao Thịnh, sao từ từ ngồi cho đàng hoàng, ngồi cho đàng hoàng, chú Hoàng Xanh mới thương, ngồi cho đàng hoàng, qua kia ngồi cho đàng hoàng. Con ngồi đây chú Hoàng Xanh không ngồi được, từ 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 từ, trời ơi con phải ngoan, con phải ngoan nữa. Gia Hân ơi, Gia Hân qua kia ngồi đi con gái cưng. Rồi con khui phải không? Từ 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 từ, đây 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 cô chú anh chị. Đó. Khoan 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 khoan. Ngồi tại chỗ đi. Ngồi tại chỗ. Rồi không ngoan, thôi về về về. Giờ chú Hoàng Xanh khui, con khui. Dạ. Ai khui? Chú Hoàng Xanh. Rồi. Đây cô chú anh chị thì bây giờ thì sẽ khui quà ra hen, là quà của chị gái có nickname Người Bí Ẩn. Thì đây cô chú anh chị là cái món quà này là của Quy Khởi, thì Xanh sẽ khui ra luôn. Tại vì phần nào ra phần đó cho rõ ràng đi cô chú anh chị, tại vì Xanh làm cầu nối. Đây thì một hộp sô cô la nè, một chai dầu gió nè, một hộp thuốc với là một cái bóp. Cái này là của Quy Khởi, cái này anh nhờ Ly Giang đưa cho Quy Khởi giùm anh hen. Đây em đưa cho giùm Quy Khởi. Rồi để anh chuyển tới cho anh ha. Rồi 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 rồi, chị gái có nickname Người Bí Ẩn á chị, chị. Ok, từ 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 từ, con không có được vậy, con thò như vậy là người ta nói là mình hổng quá chưa, nghe chưa, cái tập tính. Rồi Ly Giang, Ly Giang là chị gửi cho em là một cái hộp thuốc này, như là thuốc để mà em uống đau xương khớp vậy đó. Rồi cái này thì một cái bóp, cái này em cảm ơn ạ, cảm ơn ạ. Rồi nếu mà chị thấy clip này nữa chị sẽ liên hệ lại thuốc đó uống sao thì anh sẽ phổ biến cho em. Rồi đây, bây giờ đây là món quà của bé Thịnh đây của chú anh chị. Đây đây, nguyên cái bịch này là của chị đó, nguyên cái bịch này của chị là cho bé Thịnh. Đây đây, món quà nè, biết cái gì chưa bé Thịnh nè? Chưa biết. Wow, thích không, thích không? Rồi con cảm ơn cô đi. Cảm ơn cô đã mua cho con cái này. Wow, đồng hồ quá đẹp của chú chị. Đồng hồ. Rồi cái này của con nghe. Rồi happy birthday nè, cô chúc mừng sinh nhật luôn nè, thấy không? Rồi rồi, cái đó gửi cho mẹ cất đi. Đây cô chú anh chị, wow, chị Linh, chị Linh, chị mở ra đi, chị mở ra cho Thịnh coi đi, quá trời đồ luôn nè. Này kêu con gái đang quàng để một hồi rớt. Rồi rồi, chúng mình xin gầy cho bữa nay, quá trời quà rồi, quá trời quà rồi. Đồ đẹp không luôn đó. Đó, lấy ra từ món đi cho ông bà cô chú mừng nè, bé Thịnh được giúp rất là nhiều luôn cô chú anh chị đó. Để vô tử đi.
Thử luôn hả? Tính thử luôn hả? Wow, quá trời đẹp trai luôn rồi. Hay gì, hay gì? Hơi rộng. À, hơi rộng, không rộng đâu, vậy thoải mái. Kìa kìa kìa. Chú Hoàng Xanh, đồ cái này để... Đồ đẹp không á? Đồ đẹp không? Chú Hoàng Xanh, cái này để bữa nào đi chơi chú Hoàng Xanh nó rồi. Đeo ngờ. Rồi. Chú anh chị thấy không, từ một cậu bé, coi như là, ta nói cái từ là hơi bị gần gũi á, Xanh nói từ như là cậu bé rất là khó khăn đi. Nó bây giờ được giúp rất là nhiều luôn. Đó. Không riêng gì kênh em mà kênh của em trai Nguyễn Khởi và Ly Giang cũng giúp cho chị phải không? Mạnh Thường Quân cũng giúp cho nhiều, cho nên thì rất là mừng. Cái quần này con đi bơi được. Đó, lấy ra hết đi. Này bơi còn cái này của chú anh chị ơi, cái cặp này á, cặp này Xanh không nhớ là của cô Mạnh Thường Quân nào đó, nếu mà cô thấy là Xanh cũng đưa cho bé Thịnh luôn, mà cặp này hơi lớn nhưng mà Xanh trao luôn. Tại vì Xanh thấy là trong cái cặp này cũng có quần áo của bé Thịnh nè. Đây nữa nè. Đó. Siêu nhân nữa nè. Wow, đúng cái áo của bé Thịnh thích luôn nè. Đúng chưa? Thích không con, thích không? Thích không con? Cảm ơn ông bà cô chú đi. Cảm ơn ông bà cô chú. Rồi. Rồi, kẹo nữa kìa, chị cho kẹo nữa kìa. Đó. Đây cô chú gì, đồ của bé Thịnh luôn trong cái bị này nè. Nếu mà cô có thấy là thấy là Xanh nó trao cho Thịnh rồi. Đây, đây luôn nè cô chú chị. Đó. Rồi, cái túi này nè cho bé Thịnh luôn đó chị, để đồ cho nó luôn. Đây có chú anh chị ấy, thì món quà của chú anh chị gửi cho Ly Giang, gửi cho Quy Khởn, gửi cho bé Thịnh thì xong, gửi xong rồi. Cái vỏ này đó, thì bây giờ Hoàng Anh lấy cái ba lô cho anh. Thôi. Đồ Thịnh đồ đẹp không chị ha? Đồ này gửi từ Mỹ về đó. Đồ này để lại đó, không dành, mệt đó, nó mặc vừa hay là có đi đâu để cho nó mặc. Đúng rồi. Nhưng mà cũng cho nó mặc ấy đi, đừng có trẻ nó mặc cái đồ cũ quá cũng tội nghiệp nó, tại vì cái phước. Dạ như có đi chơi là này kia thì cho nó mặc, còn đồ cho nó mặc ở nhà thì đồ dạ như đồ bình thường. Dạ. Tại chị biết sao cái này dạ dạ từ từ con dạ dạ để xuống rướm tại cái này để xong nhả ra nha dạ dạ cái này là coi như là phước báo của nó chị, phước báo của bé Thịnh đó chị, phước báo của bé Thịnh đó, cho nên thì mình dạy cho bé thật là tốt đó chị, chia sẻ cho gia thân với ai tôm gì ta. Phước báo của bé Thịnh á, cho nên mình gán chị, mình gán dạy dỗ cho bé cho thật tốt đó chị nha. Cái phước báo của nó, mỗi người sẽ có một cái phước báo riêng á, cho nên thì mình phải trân trọng. Dạ thôi chú, chú đi ra đâu ăn được. Rồi rồi con để đó đi con. Con để đây nè. Rồi cầm chưa. Đây Hoàng Xanh sẽ đếm tiền để mà gửi cho Ly Giang. Không được xả rác Thịnh nha, không được xả rác nha. Đưa ra cho mẹ cắt cho. Không có ăn kẹo nhiều. Nhứt ra. Ủa chú Ly Giang, cái này bỏ vô tủ lạnh rồi con. Chú đó là chú Hoàng Anh. Chú đang quay phim chú Hoàng Anh. Em trai, em trai của chú Hoàng Xanh á. Đẹp trai không? Chú đó đẹp trai không? Đẹp. Đẹp hả? Phải nói dạ đẹp chứ sao đẹp làm chi. Đẹp. Rồi Ly Giang ơi, thì số tiền của một cô Mạnh Thường Quân là muốn là anh tới đây để mà anh chở bé Thịnh đi chơi, đi ăn, đi uống á. Nhưng mà cô ơi, tại vì thời gian của Hoàng Xanh là bận quá, bây giờ thì Hoàng Xanh phải về. Mặc dù cô kêu là lấy số tiền này Xanh vừa đổ xăng cũng vừa chi tiêu trong đây luôn á, nhưng mà thôi, Xanh đã làm từ thiện, Xanh phải làm cho rõ ràng. Cho nên bây giờ số tiền này thì Xanh sẽ trao cho Ly Giang hết luôn. Ví dụ em đưa mua đồ cho Gia Hân, bé Thịnh còn nhiêu em giữ lại, em giúp hoàn cảnh nghèo, thấy không? Đúng không? Tại vì mẹ bé Thịnh với Thịnh cũng được giúp nhiều rồi, thấy không? Đó. Thì như vậy là 100 đô ha, tương ứng là 2 triệu, 2 triệu 3 ha, 2 triệu phải không? 2 triệu 2 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 triệu 300 ha, 2 triệu 330 ngàn của chú chị. Là số tiền của cô, Xanh cảm ơn cô rất là nhiều đã có lòng hảo tâm giúp cho bé Thịnh. Thì bữa đó đi chơi á chị Linh có thể đi với Ly Giang luôn. Em dẫn Thịnh với mẹ bé Thịnh đi ăn uống. Ăn uống chỗ nào đó cho ngon miệng đi hen, rồi mua đồ chơi. Thấy không? Chị quăng vậy người ta chửi chết á, chửi trội trước mặt em không có được nha. Rồi. À, anh nói nè, cái số tiền này thì em sẽ dẫn bé Thịnh với Gia Hân đi. Dạ. Em mua cái gì đó cho tụi nó, nhưng mà đừng có lạm dụng đồ chơi quá, mua đi ăn đi uống gì đó. Dạ đi ăn đi uống. Mời chị Linh đi ăn luôn. Rồi. Còn dư bao nhiêu tiền á thì còn nếu mà dư thì thôi, không dư thì thôi hen. Dạ. Em đổ xăng đổ gì đi. Nếu mà dư nếu mà dư thì em sẽ
làm bên từ thiện nha. Đúng rồi, là cái làm từ thiện. Tại số tiền này cô kêu anh là tới để mà trong cái phạm vi dẫn đi chơi, đi ăn uống sang sang cổ đó, nhưng mà thôi, anh làm từ thiện thì anh mong muốn là cái gì đó ra cái đó. Tâm tính là như vậy. Thì con cảm ơn cô rất là nhiều, và cảm ơn tất cả các chú chị với khán giả vừa qua đã giúp cho mẹ con bé Thịnh, để bé Thịnh có những ngày hôm nay. Nè con, chú Hoàng Xanh đang nói chuyện với ông bà của chú là phải ngoan nha. Dạ. Rồi bữa nay nhận được món quà con thấy sao? Vui. Vui hả? Rồi rồi à, quà này ai cho con vậy? Dạ con Mạnh Thường Quân. Ủa là ông bà Mạnh Thường Quân. Rồi rồi giỏi dữ vậy. Rồi gắng học nha. Dạ. Chị Linh ơi, chị có mong muốn điều gì? Em cầm mi cho chị Linh nói chuyện đi. Chị có mong muốn điều gì bây giờ khi mà được giúp đỡ đầy đủ rồi, chị mong muốn điều gì duy nhất? Dạ em rất là mừng. Dạ. Chỉ mong cho con em được đi học thành tài. Dạ. Coi như nhà trọ rồi có cơ giúp rồi phải không? Dạ. Đó, sửa sang là tất cả mọi thứ, mua đồ là các thứ hen. Dạ. Đó mọi sự là coi như là mình quá may mắn. Thì bé Thịnh nó may mắn coi như là mình Mạnh Thường Quân thì cũng không thể mà giúp mình hoài, cũng không thể mà mình thăm mình hoài. Dạ. Đó cho nên thì em mong muốn là sau này nếu mà em có tới thăm bé Thịnh, mong muốn bé có một cái kết quả học tập thật là tốt, và cũng cầu mong cho mẹ con chị sau này sẽ vươn lên trong cuộc sống. Biết đâu là giống như Thịnh nói là cầu cho mẹ con cái gì, chúng tờ giấy số, chúng để mà trả tiền trả góp, tiền ăn uống, tiền nhà trọ gì đó. Nên thì chúc cho chị như vậy. Nhưng mà mình làm gì mình cũng cố gắng vươn lên, chứ mình không có chờ cái sự may mắn, cái sự cầu may, nghị lực. Sao mấy hôm nay thấy chị cũng tươi rói, dạo này mập mập mà dạo này thấy chị mập mạp trắng trẻo á, này thấy tinh thần sao, thấy không hốc hác trước đúng không chị? À, đúng rồi. Thì ngày xưa chị hốc hác lắm á. Tại vì lúc trước là dạng như em đi bán tối ngày sáng đêm. Ừ. Còn giờ thì em chỉ bán có buổi sáng à, còn để dành thời gian đưa rước với Thịnh. Ừ. Tâm trạng mình phấn chấn hơn phải không? Dạ, thoải mái hơn được chút xíu. Khi mà lúc trước thì Mạnh Thường Quân cũng chưa có thấy an tâm lắm khi mà bé Thịnh chưa được đi học á. Dạ. Bây giờ thì có giấy khai sinh rồi thì em nghĩ em là nói là chừng nào mà bé Thịnh được đi học em sẽ điện cho anh qua trực tiếp. Dạ. Không, khi nào nó đi học em sẽ qua em thăm chị lần nữa. Thì cô chú anh chị ơi, em có hỏi, em có hỏi cái thầy mà dạy trong trường á, là hỏi là chừng nào nghỉ hè, thầy nói là giữa tháng 5. Rồi hỏi là chừng nào tụ trường lại, rồi mới hỏi là cái cách mà đăng ký cho nhập học á, là học từ lúc mà mới vô nhập học đầu tiên á là đăng ký như thế nào, rồi chừng nào đăng ký. Ông nói là giữa tháng 8 đăng ký được rồi. Dạ. Tháng đầu tháng 9 đi học. Dạ. Có kịp với người ta. Dạ. À, kính thưa tất cả các chú anh chị, thì Xanh xin sẻ tất cả các chú anh chị, công việc của Xanh làm thiện nguyện thì không riêng gì giúp cho một mình bé Thịnh. Rất là nhiều hoàn cảnh đang chờ Hoàng Xanh chùa chuyện, hay là hoàn cảnh nghèo khó khăn bệnh tật. Của chú anh chị nào có hoàn cảnh khó khăn thì nhắn tin vô Zalo, Viber của Hoàng Xanh và fanpage của Hoàng Xanh, và có giúp đỡ cho hoàn cảnh của chú anh chị cũng phải gọi điện cho Hoàng Xanh, nghe giọng Hoàng Xanh, thấy hình ảnh Hoàng Xanh đàng hoàng. Tại bây giờ thì đa số là không riêng kênh Hoàng Xanh, rất là nhiều kênh của anh chị làm thiện nguyện là bị giả mạo rất là nhiều. Và của chú anh chị ơi, nếu mà có muốn giúp hoàn cảnh, hay là có những cái câu chuyện muốn Hoàng Xanh chia sẻ cộng đồng mạng á, của chú anh chị cứ là nhắn tin ở hoàn cảnh đó tên gì, ở đâu, hay là bị sao, nhắn một loạt cho Hoàng Xanh, Hoàng Xanh đọc, Hoàng Xanh sẽ trả lời. Chứ cô chú anh chị đừng có chào Hoàng Xanh hay là hoàn cảnh này Hoàng Xanh giúp được không, thì nó mất thời giờ của cô chú anh chị lắm, mà mất thời giờ của Hoàng Xanh nữa, để Hoàng Xanh có thể có nhiều thời gian Hoàng Xanh giúp nhiều hoàn cảnh hơn. Và cô chú anh chị biết không, thì trong tương lai thì Xanh chia sẻ tất cả các chú anh chị, khi mà Xanh đủ duyên mọi sự thì Hoàng Xanh sẽ làm một cái quán cơm, là cũng như là từ thiện cho bà con, có thể là ngày thứ bảy chủ nhật hay là gì đó. Cái điều đó là Xanh mong muốn. Thì cầu mong quý khán giả hãy yêu thương kênh Hoàng Xanh và tiếp tục theo dõi. Có những điều hay lẽ phải trong cuộc sống, Xanh muốn chia sẻ cho tất cả các chú anh chị. Giống như ngày hôm nay, từ câu chuyện của bé Thịnh, cậu bé vé số, mà ngày hôm nay Hoàng Xanh đã kết nối được cho tất cả các chú anh chị Mạnh Thường Quân và quý khán giả yêu thương bé Thịnh. Và Xanh đã kết nối cho bé Thịnh với mẹ bé Thịnh cũng được cái cuộc sống tốt hơn. Đó là điều hạnh phúc nhất của một người làm thiện nguyện như Hoàng Xanh. Cảm ơn cả nhà mình lúc nào cũng yêu thương Hoàng Xanh và tin tưởng vào Hoàng Xanh để mà Hoàng Xanh làm những cái công việc này. Rồi bây giờ chị Linh muốn nói gì, điều gì một lần nữa để cho tất cả các chú chị Mạnh Thường Quân biết, khán giả đang xem nè. Dạ cảm ơn bà cô chú đã thương mẹ con, đã giúp đỡ mẹ con rất là nhiều. Mẹ con cũng sẽ cố gắng. Dạ, vươn lên cho cuộc sống nha. Không những lo cho bé Thịnh học mà vươn lên cuộc sống. Rồi Thịnh ơi, qua đây chú Hoàng Xanh nói một câu nữa nè. Rồi con qua đây, con đứng đây nè. Qua đây đứng trước mặt chú Hoàng Xanh, chú Hoàng Xanh cho ông bà cô chú trong bà cô chú nghe cái lời tâm sự của con chút xíu. Rồi qua đây phải tập tính nhẹ nhàng tình cảm. Rồi Thịnh ơi, bây giờ chú Hoàng Xanh nói nè, ngày hôm nay cái cảm xúc con thế nào khi mong nhận được rất là nhiều món quà của ông bà cô chú? Vui. Rồi chưa không, chú Hoàng Xanh nấu ăn rồi. Dạ hân, bây giờ chú Hoàng Xanh nói chuyện cái hen. Thịnh ơi, bây giờ chú Hoàng Xanh hỏi nè, bây giờ thì con được Mạnh Thường Quân giúp đỡ rất là nhiều,
cho con được đi học và mẹ con cũng tạo điều kiện cho con đi học. Thì bây giờ trong tâm trạng con thấy thế nào? Con nói hết cho ông bà cô chú hiểu rồi. Dạ vui, với con muốn ông bà cô chú mạnh khỏe. Với ông bà cô chú mạnh khỏe con vui. Chứ ông bà cô chú mua đồ nhiều cho con là con có muốn. Chứ mua đồ nhiều cho con là con tốn, là ông bà cô chú tốn tiền. Mỗi ngày ông bà cô chú lại thăm con thì con vui. Chứ con có muốn ông bà cô chú mà mua nhiều đồ cho con. Làm vậy là toàn tốn tiền à. Dạ, giỏi như vậy rồi con vui phải không rồi? Rồi dạ. Con hứa với ông bà cô chú sao? Con đang nói chuyện với ông bà cô chú là con không có quậy nữa, là con ngoan. Giỏi. Rồi sao nữa, con gắng sao? Con cố gắng học giỏi. Rồi học giỏi để làm gì? Học giỏi để mai mốt lớn lên để còn lo cho cha mẹ mình nữa. Vậy hả? Rồi có đi giúp dạ. mọi người khó khăn không? Dạ có. Rồi sau này rồi con thấy ngoan nha, gắng học nha. Dạ. Rồi những gì nói con đã nói xong rồi. Bé Thịnh rất là giỏi luôn, cô chú chị rất là chín chắn. Rồi cảm ơn cô chú anh chị biết khán giả đã xem Cư Hoàng Xanh và ủng hộ anh em Hoàng Xanh, Hoàng Anh, Hoàng Bảnh. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Kính chúc cho toàn thể tất cả cô chú anh chị biết khán giả thật nhiều sức khỏe, mọi điều hạnh phúc trong cuộc sống. Và cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp cho bé Thịnh và toàn thể những hoàn cảnh khó khăn và giúp rất rất là nhiều. Xanh rất là cảm động, rất là cảm động. Thì em chúc cho mọi người được vạn sự như ý và bình an luôn ạ. Dạ. Rồi, đến đây rồi, bây giờ chào ông bà cô chú đi con. Khoanh tay chào ông bà cô chú đi. Để chào ông bà cô chú. Rồi, chị Linh đi chào bà con đi. Rồi, chào cô chú chị ơi. Nếu mà có gì sai sót, cô chú chị nào có gì sai sót thì cô chú chị cứ comment cho Xanh và nhắn tin như cho Xanh. Ông bà cô chú nào có căn dặn gì, có sai sót thì góp ý cho bà Xanh thêm. Cảm ơn rất nhiều, xin chào tạm biệt ạ.